Từ đó tới giờ mình có từng cầm tiền đô chưa? Chưa từng cầm tiền đô mới có tầm có lần này à. Lần này dùng không? Vui biết là tiền đô đó. Ôi, từ nhỏ tới lớn không biết tiền đô là sao đó. Biết một tờ này đổi ra bao nhiêu không? Chắc không biết đâu. Mình chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì mình đến nhà cô Loan và chú Sơn tại ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thì cũng có 12 vị thuốc cũng giống là trị sơ gan, u gan cho bà con cô bác, cũng giống là đem đi cũng hết bệnh cũng rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình đến cũng nhận được tấm lòng vàng từ anh Út sống bên Long Đức, huyện Long Phú cả nhà. Thì có gửi cho một chút tấm lòng cũng giống như là để cho cô Loan á làm một cái vàng để phơi thuốc á cả nhà. Là một cái vàng giống như là bằng sắt hay là bằng cây gì đó cả nhà, tùy theo chú Sơn và cô Loan thôi ha. Thì đây thì mình cũng gặp chú Sơn và cô Loan. Đây. Dạ, con chào chú. Dạ, chào. Dạ. Con có bác biết tên chú tên gì không? Anh Nốt. Xã Long Đức á, ở huyện Long Phú. Ồ, vậy là gửi tấm lòng theo em mà bây giờ lại tới luôn rồi á. Tìm dữ lắm mới tới nhà nó có duyên lắm mới tới nhà của anh Sơn với chị Loan. Vậy là cả nhà đây anh Út cũng có gửi tấm lòng theo Bình, nhưng mà bữa nay thì lại tới nhà luôn rồi cả nhà. Bình cũng lại tới luôn. Tới duyên lắm mới được kiếm lâu lắm mới tới nhà của anh Sơn với chị Loan á. Dạ, thì cho con xin hỏi là đây là cái người nhà của mình bị bệnh hay là sao? Người bà con là bị bệnh. Bị bệnh là sơ gan. Sơ gan và u gan ha? Sơ gan. Sơ gan thôi ha. Thì sơ gan này thì chú Sơn thì cũng đã bị sơ gan cũng rất là nhiều năm qua. Thì bà con cô bác đến đây hốt và theo Bình được biết ha là hơn 100 người rồi. Và cũng đã hết và lại đây hốt lần 2, lần 3 hết rồi. Thì bây giờ thì tình hình là bệnh này kia cũng đã giảm rất là nhiều và cũng đã quay trở về đó để hậu tạ, cũng giống như là cô Sơn cô Loan và chú Sơn. Đây, cô Loan thì đi tìm thuốc thôi, cô Loan là người mơ thấy thần vị thần tiên báo mộng, còn chú Sơn thì là người chồng thì bác sĩ trả về thì để người nhà cũng giống như là lo đi. Thèm gì ăn đó đi. Yeah. Nhưng mà vô tình cái vị thần tiên cho 12 vị thuốc vợ của chú Sơn đó đi tìm thì cũng đã uống hết, và cho nên là hôm nay thì mình cũng chia sẻ lên đó, hơn một tháng rồi mà cô chú đến cũng rất là đông đó. Thì thuốc này thì 12 vị thì cũng là dễ uống lắm cả nhà. Thì hôm nay thì lại còn thuốc tươi không à cả nhà? Đây thuốc tươi không à? Yeah. Đây đó, còn thuốc khô thì chỉ còn có chút à, hình như là cô Loan á đi kiếm ngày nào đó là hết ngày đó, không có dư. Yeah. Tại vì một ngày như vậy á, theo con được biết là khoảng 7-8 người, đôi khi có thể là 10 người luôn lại đến đây hốt á. Yeah. Nhưng mà chú xem được thông tin nào mà chú qua tới bên đây giữ hay coi, anh coi vlog của Bình Đen đó. rồi có cái người bà con bị bệnh ung thư gan đó. Dạ. Anh tìm xuống tới nhà của anh Sơn. Trong quá trình mà mình đi xuống đây á cũng khó khăn không hay là như thế nào? Khó khăn lắm, không có biết ra đường luôn á. Không biết đường luôn ha? Cực lắm. Cực lắm. Phải đi hỏi từ người mà nhầm người không biết luôn. Không, tại đây là Bình Đen cũng có ghi cái địa chỉ trên đó là cũng rất là dễ, cũng giống như bà con cô bác bình luận đó, cũng có người trả lời luôn là ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đúng qua rồi. Tới chùa Bờ Đập hỏi cô Loan và chú Sơn đi tìm suốt thuốc sơ gan, u gan đó, ai cũng biết hết á. Tại vì cả tháng nay rồi bà con cô bác đến cũng rất là đông, cho nên là mấy chú xe ôm ở ngoài còn biết nữa. Không, mà bây giờ là ai cũng biết hết trơn rồi. Tại dạ. Vì đi vô cũng đúng, cái đường cũng dễ đi. Dạ. Đường thì dễ đi, nhưng mà vô nhà cô Loan chú Sơn á, thì hơi sâu một chút xíu. Đúng. Nếu mà bà con cô bác đi xe du lịch á, thì chắc có lẽ là đậu xe bên ngoài rồi. Đúng, ngồi xe ôm vô rồi. Xe đường lớn rồi đi xe ôm vô. Dạ. Từ cái bên ngoài mà vô tới nhà của chú Sơn cô Loan đó là khoảng tầm 2 cây. Là từ lộ lớn á. Đó là theo Bình biết nha, đón thôi. Mà đường thì mấy xe ôm biết hết rồi, không sao đâu. Thì cô chú muốn lại tới nhà để hút thuốc thì rất là dễ thôi. Nếu mà cô chú ở xa quá lên không được thì cứ liên lạc với Bình. Mà đôi khi thì Bình cũng đi làm,
mà ban đêm thì mình mới trả lời tin nhắn được. Rồi thì hôm nay con cũng nhận tấm lòng của chú đó là gửi cho chú Sơn. Thì bây giờ con cũng xin gửi cho chú Sơn luôn đi ha. Rồi. Dạ dạ dạ. Cho con xin mic gửi cho chú Sơn cô Loan ơi. Đây cô Loan ơi, chú Sơn qua đi ngồi đi. Dạ. Rồi, hai vợ chồng ngồi đi. Dạ. Dạ, cho con xin gắn mic ha. Dạ, sau một thời gian con có chia sẻ video đó thì cũng nhận được tấm lòng vàng từ anh Út nè, sống bên bên Long Đức, huyện Long Phú, cũng gửi cho cô chú là 200 đô. Đó thì con không có đổi tiền Việt, tại bây giờ lại tới thì cũng gặp anh Út ở đây. Đây con cũng xin phép gửi luôn 200 đô. 200 đô đó. Cũng như là có cũng thấy vậy là vui rồi, mà có biết ơn anh Út bên Long Đức á, có lòng hảo tâm giúp đỡ tôi mua làm vàng hơi thuốc để trị bệnh cho người bị bệnh á. Yeah. Cũng cảm ơn rất nhiều gia đình anh Út. Yeah. Bên Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú. Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn nhiều. Rồi từ đó tới giờ mình có từng cầm tiền đô chưa? Chưa từng cầm tiền đô, mới có tầm có lần này à. Vui không? Vui. Biết là tiền đô đó. Ôi, từ nhỏ tới lớn không biết tiền đô là sao đó. Biết một tờ này đổi ra bao nhiêu không? Chắc không biết đâu. Không biết, chị thấy trăm hai tờ tiền đô, không biết đô Mỹ hay đô gì mình không biết. Không biết nữa. Này là từ nhỏ đến lớn không? Từ nhỏ đến lớn không từng thấy nữa. Chứ nói, giờ thấy không? Giờ thấy rồi. Giống chú Sơn không? Thầy cô Loan, sao tình hình như thế nào rồi? Sau khi mà được vui ha. Cảm ơn chú. Từ đó giờ chưa từng nhận luôn á. Chưa từng. Cảm giác mình như thế nào hiện tại giờ nè, đã lần đầu tiên mà nhận được tiền đô và với hai tờ là 200 đô, cô có biết đổi ra tiền Việt là bao nhiêu không? Không. Rồi mỗi một tờ như vậy á, là theo con được biết á, là đổi được 2 triệu rưỡi mấy chục ngàn á, và hai tờ này đương đương là hơn 5 triệu đó. Nó đổi tùy theo chỗ thôi, nhưng mà chắc có lẽ là 5 triệu. Cô có biết đổi ở đâu nữa không? Không biết nữa. Cái này cũng giống như là đi đổi tiệm vàng. Vàng à. Hoặc trong ngân hàng cũng được. Dạ. Yeah. Yeah. Đó là như vậy đó. Thì đôi khi hoặc là cái số tiền mình đổi xong đó, giống như là tấm lòng của anh Út á, thì cũng có nhu cầu mình là làm cái sàn làm một cái sàn để cái kệ đó để phơi thuốc cho bà con, giống như là đem về mang uống á, sạch sẽ và mau hết bệnh hơn nha. Cũng biết ơn anh Út về đó giúp đỡ vậy đó. Rất là vui mừng rồi. Yeah. Cầm được tiền đô nữa. Năm nay hên quá ha. Đầu, mới vừa ăn Tết xong mà nhận thêm tiền đô ha. Tiền đô rồi. Vui không xiết à. Yeah. Đặc biệt nhất là bữa nay anh Trung gà trống nuôi con là cũng không có đi mấy chú thợ không có lợi làm hồi cũng qua chỗ nhà anh chị ngồi chơi ha anh Trung. Trời ở bên ngoài cả nhà trời đang mưa. Rồi hay gì con cũng cảm ơn cô chú, cảm ơn anh Út nha. Dạ, cảm ơn luôn ha, đã đến đây hút thuốc và tin tưởng, cũng giống như là đến lần đầu tiên và đã trao tấm lòng với số tiền cũng giống như là vừa giúp đỡ cho gia đình mà cũng là vừa giúp đỡ cho bà con cô bác được thêm một cái phần sức khỏe nhiều hơn nữa nha, cho bà con cô bác được lại đi hút thuốc cho mau khỏe. Dạ, lại đi hút thuốc cho mau khỏe ha. Dạ, yeah. Con cũng chúc gia đình của anh với gia đình có thật nhiều sức khỏe nha. Và mau mau hết bệnh ha. Dạ, dạ. Rồi, con cũng xin chào cô chú luôn ha. Cũng chào anh Bình Đen ha. Dồi dào sức khỏe đây. Rồi, bye bye.